xin kính chào quý vị ở khu phân lô bộ đội gần với ngã tư sở và đường Trường Trinh hiện tại đang có một căn nhà cần bán với 3 mặt thoáng có nội thất nhà đẹp ở khu dân trí cao cụ thể bất động sản này có ưu nhược điểm như nào thì xin mời quý vị à sẽ cùng xem chi tiết ngay sau đây nhà mình thì có diện tích mặt bằng đất được công nhận trên sổ đỏ trên giấy chứng nhận là 38 mươi tám mét vuông mặt tiền là ba mét tám sổ đỏ chính chủ không tranh chấp không quy hoạch Toàn bộ đất là đất ở đô thị thời hạn lâu dài Ở trên đất thì đã có nhà là tài sản sẵn 4 tầng rồi Nhà này đã ở đã qua sử dụng rồi Nhà nó không phải là mới hoàn toàn Tuy nhiên thì phần khung cột rồi móng các thứ các bác bộ đội làm thì mọi người cứ yên tâm ạ Về bố trí trong nhà thì trục cầu thang và vệ sinh ở giữa Mỗi tầng sẽ có 2 phòng Tầng 2 và 3 mỗi tầng có 2 ngủ là chúng ta được 4 ngủ rồi Tầng 4 thì có phòng thờ sân phơi Tầng 1 này thì Phòng khách ở bên ngoài, phòng bếp ở bên trong Như vậy thì đánh giá về mặt công năng Một căn nhà có 4 ngủ Chưa kể phòng bếp, phòng khách, phòng thờ riêng Sao chủ bán nhà thì tặng kèm các đồ đạc nội thất như trong video Bao gồm sofa, bàn trà, bàn ăn Rồi tivi tủ lạnh tủ bếp thiết bị bếp giường tủ bàn trang điểm và rồi chăn ga gối đệm và các phòng ngủ đây là những đồ đạc mới hoàn toàn được thiết kế được đóng sẵn và dành riêng cho không gian của từng khu vực trong nhà về cái giá nha hiện tại chính chủ họ đang mong muốn bán nhỉnh 8 tỷ tùy thương lượng cô bác anh chị nào mà muốn mua thì mình đến mình xem xem nó có ưng có phù hợp hay không rồi mình sẽ thỏa thuận trực tiếp và trả giá trực tiếp với chính chủ sổ đỏ ạ. Trong cái quá trình xem nhà này thì chúng ta nhận thấy một đặc điểm, một cái ưu thế nổi bật của tài sản này đó là nó thoáng ạ. Thoáng vì mặt trước, mặt sau, mặt bên đều có thể mở cửa sổ. Phòng nào có cửa sổ lớn và cả ánh sáng tự nhiên. Đấy, phía hành lang đây cũng có chỗ cửa sổ nên là nhà rất sáng ạ. dành cho bác nào mà quan tâm về hướng nhà thì uh, cửa chính nhà mình có hướng đông. Hướng đông có hơi lệch một chút. Bác nào mà không quan trọng vấn đề hướng thì uh, mình có thể bỏ qua thông tin này. Tài sản nhà này nằm ở trong một con ngõ cao ráo sạch sẽ, thuộc uh, khu phân lộ bộ đội phố Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân Hà Nội. Khu này thì uh, hạ tầng tốt, dân trí cao. Cư dân xung quanh thì uh, toàn các bác uh, tương tá về hưu thôi. Từ nhà mà đến đường Trường Trinh Đầu ngã tư sở khoảng 700m Đường chim bay thì chỉ cách hồ đầm hồng Có một đoạn thôi Do đó thì trên tầng cao View là thoáng mát Và không khí rất là dễ chịu Để xem thực tế và tham khảo nhiều nhà đẹp Hà Nội Xin mời quý vị kết, kết nối với em Thiện à, 0902 661 999 ạ Em xin trân trọng cảm ơn Kính mời quý vị quan tâm đến căn này Thì sẽ tiếp tục xem các tầng trên